Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn, chuyên bất động sản ở phía Nam của Sài Gòn. Ngày hôm nay Tường sẽ mang đến một căn nhà tọa lạc tại tuyến đường Bùi Văn Ba. Đường Bùi Văn Ba là trục đầu tiên của đường Huỳnh Tấn Phát luôn. Ở quận 7 thì chúng ta có trục đường Huỳnh Tấn Phát là trục đường dài nhất. Và căn nhà này thuộc tuyến đường Bùi Văn Ba, rất là gần mặt tiền, vị trí đẹp, cách chỉ có 20m thôi. Không chờ đợi gì nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng tham quan căn nhà vị trí đẹp này nhé. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đầu tiên là Tường xin phép giới thiệu về con đường ở phía trước. Với độ rộng là 3,5m, xe hơi vẫn có thể di chuyển được. Tại vì căn nhà của Tường giới thiệu chỉ cách mặt tiền đường Bùi Văn Ba khoảng 20m thôi. Ở đằng kia đó chính là mặt tiền Bùi Văn Ba, rất là gần. Và căn nhà Tường mang đến cho mọi người ngày hôm nay là ở ngay phía trước mặt đây. Với diện tích là chiều ngang 4,5m và chiều dài là 11,5m. Tuyến đường ở phía trước nhà là một tuyến hẻm cục nên Tường thấy khá là an ninh và yên tĩnh. Đi vào thì cũng chỉ khoảng hơn 40m nữa thôi là hết rồi. Vị trí Tường thấy tương đối là đẹp so với mặt tiền và so với một số loại căn Tường giới thiệu lúc trước. Và căn nhà được kết cấu gồm có một trệt và hai tầng lầu bên trên. Và phía trước chúng ta sẽ có cái phần sân thượng lợp mái ngói. Về kết cấu thì mọi người thấy hai lầu thì thích hợp cho gia đình có nhiều người. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có bộ cửa cổng rào, cửa lùa để tiết kiệm cái phần diện tích cũng như cái phần sân ở phía trước. Phần sân này thì với độ rộng khoảng 1,5m cũng là cái phần lộ giới của hẻm này. Lộ giới hẻm này là rộng khoảng 6m nha. Thì hẻm này của chúng ta là hơn cỡ 3,5m rồi, thì thêm vào cái vị trí sân phía trước nữa. Bây giờ Tường sẽ tiến vào không gian bên trong. Ở trong thì sẽ có lớp cửa chính gồm cửa mở 4 cánh, sử dụng cửa sắt kính trong nha. Và gia chủ muốn an toàn hơn nên lắp thêm lớp cửa sắt, cửa kéo nữa để đảm bảo thêm cái phần an ninh và an toàn tuyệt đối. Và đây chính là không gian của căn nhà. Thì mọi người thấy rộng rãi với diện tích chiều ngang là 4,5m. Thì chúng ta sẽ có phòng khách kết hợp luôn không gian bếp, cầu thang thì cũng được đưa phía cuối của căn nhà và nhà vệ sinh ở phía dưới cầu thang. Về vị trí khoảng phòng khách kết hợp với không gian bếp, Tường thấy căn nhà cho chúng ta một cái khoảng không gian rộng hơn rất là nhiều. Về trần ở phía trên thì cũng được gia chủ lắp khá là cao. Ở phía giữa này thì có cái không gian giếng trời để thông lên trên cái phần mái nữa, tạo cho căn nhà của chúng ta thêm cái khoảng gió trời, không khí tự nhiên. Nền ở phía trên thì mọi người thấy gia chủ yêu thích màu vàng nên tô cái màu vàng nè, làm căn nhà thêm cái sự nổi bật hơn. Phòng khách thì cũng không có gì để đáng nói lắm. Thì bây giờ Tường sẽ giới thiệu không gian bếp. Thì chúng ta sẽ có về kết cấu tủ phía trên và tủ phía dưới. Thì căn nhà này cũng được xây khoảng 8 cho đến 9 năm rồi. Về kết cấu của căn nhà thì có phần hơi xưa chút xíu. Nếu như mà gia chủ mới muốn thay đổi kết cấu thì chúng ta thay đổi về cái phần nội thất. Thì Tường thấy mỗi người thì mỗi cái sở thích. Nhưng mà căn này thì Tường thấy phân bố như vậy cũng tương đối là hợp lý. Về nhà vệ sinh thì đây được tích hợp ở phía dưới cầu thang. Tường thấy nhà có tuy hơi cũ nhưng mà không gian nhà vệ sinh sạch sẽ, rộng lắm. Thì bồn cầu thì được giấu ở phía bên trong thì Tường thấy rất là lịch sự. Đây Tường sẽ cho mọi người quan sát, đây là không gian bếp và ở phía trước chúng ta là không gian phòng khách. Đối diện là một căn nhà nhưng mà cũng không có đối diện trực tiếp nhà nên Tường thấy khá là hợp lý. Quay trở lại với căn nhà thì bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người tham quan lầu số 1 và lầu số 2. Ở đây đính chính là Tường nghĩ đây hộp gen của ống nước nè, là ngay ở vị trí này. Rồi bây giờ Tường sẽ tiến lên không gian lầu 1 và lầu 2. Ngày xưa thì nhà kế bên thì người ta chưa xây nên gia chủ có chừa sổ, cửa sổ. Nhưng bây giờ thì họ xây mất tiêu rồi. Ở vị trí lầu số 1 thì Tường gia chủ bố trí hai phòng. Ở phía ngoài đây làm thêm một cái cửa lùa nữa nè. Đây là vị trí của phòng thứ nhất. Với diện tích của phòng này thì Tường thấy khoảng 10m². Phía bên ngoài thì chúng ta cũng có thêm cái phần cửa sổ bên tay trái của Tường. Ở phía trước đây là thêm một căn phòng nữa. Đây, phòng ở phía bên ngoài này để Tường mở cái điện lên cho nó sáng hơn chút xíu.
Phòng ở phía bên đây á thì có nhà vệ sinh ở bên trong phòng nè. Đó, rồi ở phía trong cùng là giếng trời ở bên trong cùng. Phòng này á thì với diện tích thường thấy rộng hơn phòng kia khoảng 15 mét vuông. Thì chúng ta sẽ có cái phần ban công ở phía trước. Với cái khoảng ban công này á, thì tôi thấy độ rộng ra là 1 mét, độ ngang thì khoảng 2 mét, thì cũng tương đối thôi. Có ban công thì nó sẽ thoáng mát hơn cho căn phòng ở lầu số 1 này. Quay trở lại với căn nhà thì tường lại tiếp tục dẫn mọi người đi lên lầu số 2. À, ở phía sau lưng nhà của chúng ta đó là chung cư Jamuna. Thì chút xíu lên sân thượng tường sẽ chỉ cho mọi người nha. Đây là cầu thang đi lên lầu số 2. Ở vị trí lầu số 2 thì tường thấy cửa phía ngoài sử dụng cửa gỗ, và cái phần giếng trời ở bên trên thì căn này tường thấy làm giếng trời rất là lớn. Khi mà nắng lên thì tường thấy căn nhà này sáng dữ lắm. Và ở phía sau thì chúng ta sẽ có cửa sổ xoay ra hướng khu dân cư Jamuna. Đây, khu dân cư Jamuna, đường Bùi Văn Ba đó mọi người. Khu này cũng khá là tốt, xây nhà cũng đồng bộ và đẹp dữ lắm. Ở vị trí lầu số 2 này á thì được gia chủ bố trí một phòng và sân thượng phía trước cho chúng ta phơi đồ và trồng cây. Đây là phòng số 3 của căn nhà này, và nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế bên trong phòng nè. Căn phòng này thì cũng hơi cũ rồi, về chắc cũng phải sửa lại. Nhưng mà bù lại thì vị trí căn nhà tường rất là ưng, vị trí đẹp lắm, cách mặt tiền 20 mét thôi à. Đây là sân thượng phía trước nha. Và gia chủ thì bên trên có lợp cái phần mái ngói, tường thấy rất là kiên cố nè, đẹp nữa, và khung sắt bảo vệ tứ phía, an toàn tuyệt đối luôn. À, không có sợ là có con nít mà sợ lan can hay gì đó, thì gia chủ làm kín mít luôn. Đó. Thì bây giờ tường sẽ quay trở lại với căn nhà để nói về cái phần thông tin và pháp lý. Đó, khu dân cư Jamuna bên kia đó mọi người thấy không? Cái nắng nó hơi bị ngược nên hơi tối một chút xíu. Đó, đằng kia là chung cư Jamuna và cầu Phú Mỹ. Với vị trí của căn nhà tọa lạc tại hẻm xe hơi đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích của căn nhà này là chiều ngang 4 mét rưỡi, chiều dài là 11 mét rưỡi, công nhận là 55 mét vuông. Kết cấu gồm có một trệt và hai tầu. Chúng ta sẽ có sân thượng phía trước. Ở bên trong nhà thì sẽ có 3 phòng ngủ và 3 vệ sinh. Về mặt pháp lý thì sổ hồng hoàn công 2 tầng lầu đầy đủ. Và hướng của căn nhà đó chính là hướng chính tây, thuộc tây tứ trạch nha mọi người. Và giá mà gia chủ muốn bán đó chính là 5 tỷ 800 triệu, vẫn còn thương lượng với khách hàng thiện chí. Mọi thông tin thắc mắc hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa nha. Chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.